thiệu, đây là cặp loa mini bookshelf model là Onco 7GX. Cặp loa này bass là 13cm, sợi cabin tổng hợp lồng bass màu trắng. Chiều cao của loa là 27cm và chiều ngang của hai loa là 32cm, chép là chép đơm nha. Đây, bây giờ em sẽ cho các anh thấy cái lồng bass của nó. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các anh tham khảo nha. Hình thức thì lo gỗ màu đỏ, sợi là sợi cao viên tổng hợp như vậy, chép là chép đơm. Cặp lo này sử dụng tốt cho phòng tầm 20 đến 25 mét vuông, tối đa là 30 mét vuông nếu phòng kính. Số điện thoại bên cửa hàng em là 0931 008 099, các anh gọi đến số này em tư vấn hoặc là nhắn tin Zalo cho em số này cũng được. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết và chốt hàng cho các anh. Công suất là 70W một thùng, 140W trên cặp loa. Đây là tổng thể mặt sau của loa. Chỗ này nó bong nhẹ chút xíu, còn nhiều góc cạnh rất là ok nha. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Mua hàng thì cứ liên hệ 0931 008 099. Mua cặp loa này thì cọc cho em 500.000, số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ, hoặc là các anh chuyển đủ cho em đều được. Thì các anh chọn là lựa hình thức thanh toán và cho em xin địa chỉ làm ship hàng tặng nhà cho mình nha. Bây giờ em xin kết thúc clip test.